Chào các bạn, New Zealand là một đất nước có nền giáo dục chất lượng cao, thuộc hàng top trên thế giới và bằng cấp có giá trị toàn cầu và được đánh giá là nước nói tiếng Anh rất là chuẩn mực, nên khi đi du học tại đây các bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ trong quá trình tiếng Anh của mình. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn thông tin về Học viện Công nghệ Quốc gia New Zealand, hay còn gọi là NTEP. Thì thứ nhất mình xin giới thiệu cho các bạn về vài nét về trường. Trường được tọa lạc tại trung tâm thành phố Auckland, thành phố lớn nhất và nổi tiếng tại New Zealand. Và trường chỉ cách nhà ga xe lửa và xe buýt khoảng 5 phút đi bộ. Về chương trình đào tạo của trường thì trường nổi tiếng là một trong những học viện hàng đầu về đào tạo các ngành như là khoa học, máy tính, công nghệ thông tin và dịch vụ du lịch tại New Zealand và tiếng Anh, dự bị, đại học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, v.v. Về mức học phí tại trường thì đối với học tiếng Anh thì các bạn học sẽ mất khoảng là 320 đô New Zealand trong một tuần và cao đẳng là khoảng 13.500 đô New Zealand trên một năm. Về thời gian nhập học thì nhập học thường vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 hàng năm. Về yêu cầu tuyển sinh là tốt nghiệp phổ thông trung học, trình độ tiếng Anh là tương đương IELTS 5.5, không có điểm thành phần nào dưới 5 chấm. Tuy nhiên, nếu như các bạn chưa có IELTS, các bạn có thể đăng ký một khóa học tiếng Anh trước khi vào khóa chính của trường. Thì về các thông tin khác thì thành phố Auckland được xếp là thứ tư trên thế giới theo tiêu chí đáng sống nhất thế giới và được xếp hạng được thực hiện đối với là 215 thành phố lớn nhất trên thế giới trong năm 2009. Và hiện nay thì trường đang liên kết với một số học viện kinh doanh Canada thuộc thành phố Auckland nhằm cung cấp thêm cho những khóa học cho sinh viên về tiếng Anh và quản trị kinh doanh cùng nằm ở trung tâm thành phố Auckland, nên rất thuận lợi cho sinh viên trong phương tiện giao thông, thư viện, mua sắm và ăn uống v.v. Và để biết thêm thông tin chi tiết và nắm rõ hơn về trường tại New Zealand thì các bạn có thể vui lòng liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương vào giờ hành chính. Công ty có địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn có thể liên lạc qua website tandaiduong.edu.vn. Xin cảm ơn.